Ok, bắt đầu ngày mới thôi. Ôi, gì đây? Không bình hả? Tiffany là ai? Là con chuột, con lợn gian dối. Tao không thể tin là anh đã làm những cái chuyện này. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đừng có cố làm gì hết. Đừng có bận tâm. Ok, gọi cho tôi. What the? Cái gì vậy? Ricky, Vĩ, anh có sẵn sàng chơi lớn chưa? Có hợp đồng với người nổi tiếng cho anh đây. Gặp tao ở chỗ Sony Võ. Oh my god, tôi vừa mới mở mắt thức dậy luôn các bạn. Tôi vừa mới mở game ra là đã bị cái con không bình á, nó làm một tràng, nó sổ vô mặt tôi. Thay đồ thôi. Thì tập trước mình đã có một cái pha combat ở trong bệnh viện. Mình bảo vệ phó lão bá các bạn. Cái băng thập bát ca nó tính giết ông phó lão bá. Má cái tội láo. Mình nghĩ là cái mục đích của cái game này là mình cần phải diệt trừ cái băng đảng của thập bát ca. Áo này đi ha. Cái con nhỏ không bình nó nói là nó phát hiện cái hành vi qua lại của mình với con Tiffany rồi. Xong rồi nó điện, nó đòi chia tay mình các bạn. Chửi mình phát. Xong mày tưởng gì, nó vẫn kêu mình gọi cho nó. Nhỏ mày trai thiệt. Đây, chiếc xe màu vàng yêu quý của tôi. Bây giờ mình sẽ đi lại cái chỗ... Chỗ nào nhỉ? À đây đây đây. Rồi, chạy thẳng. Ở đây nó có một cái nhiệm vụ phụ nè các bạn. Nhiệm vụ phụ dưới trong đây nè. Trong đây hả? Ở phía trong kia kìa các bạn. Để mình coi cái nhiệm vụ phụ gì cái nè. Hello. Sao? Mày là ai? Tao là Eddie đâu con. Sử đẹp cái bọn thập bát ca. Nó cứ mãi mê đấu đá mà không làm được gì. Mày có thể giúp tao không? Thập bát ca đang hộ tống một số ma túy số lượng lớn qua thành phố. Nếu số thuốc được phân phối, chúng ta sẽ kiếm được một khoản kết xù. Tao cần mày loại bỏ 4 chiếc xe chở hàng. Ok, được. Dùng một chiếc xe. Lái xe mô tô hay là lái xe này ta? Mô tô đi hả? Nhiệm vụ nó bắt mình chạy mô tô các bạn. Tự nhiên tôi tính đi làm cái nhiệm vụ chính, cái tôi bị dính vô cái nhiệm vụ này luôn. Ôi, what the? Cái chiếc xe chạy mất dạo vậy? Đây. Kìa kìa kìa, mình thấy rồi. Một chiếc. Hai chiếc. Alo, ủa alo, sao mà nó dễ dàng dữ. Ba chiếc. Rồi, chiếc nữa. Ok, xong. Oh my god, nó dễ như lặn cơm đó các bạn. Nó còn dễ hơn lặn cơm. Ở cái chỗ này quen quen nha. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình dẫn Becky đi thử đồ cưới nữa các bạn. Well. Xem ai tham gia đây. Gặp ai ta? Người nổi tiếng hả? Khoan một ảo trước khi bắt đầu. Bảo cô ta lượn vô khách sạn. Má cái tụi này nó nói chuyện dơ các bạn. Tôi chắc là nó cũng vui vẻ các kiểu thôi. Oh my god, cái tụi này nó đang nói về phụ nữ các bạn. Đây là Vĩ. Rất là vui vì gặp Sony. À, cái thằng này là Sony Võ đây hả? Ricky đã kể với tôi về anh. Ông nội này là... À, cái thằng này là rapper các bạn. Người Mỹ. Nước ngoài các bạn ơi. Một sát thủ. À, đây là Vĩ, sát thủ đích thực của hội Tam Hoàng. Đưa King ra ngoài đi tham quan đi. À, cái thằng này là King các bạn. Rapper. Muốn sự lạc phải không? Ok. Sẽ không ai dám làm phiền anh hết. Rồi. Vậy là mình sẽ chở cái thằng ông nội này đi một vòng. Đi kiếm gái hả? Chúng ta cần kiếm cho ả một vai diễn.
À nào, bắt đầu hợp đêm K-bar. Ở chiếc xe gì kỳ vậy? Ui, má chiếc xe đúng củ suối luôn các bạn. Hư một bóng đèn à. As far as his personality goes, good to know we're on the same page. Fact is, you know, I got some other business to discuss. Công việc khác cần bàn bạc. Đối tác bên Mỹ của tôi. Rồi bây giờ mình đi vô cái giới giải trí luôn hả các bạn? À, mình đang chở cái thằng này đi vô cái club. Cái club này hình như là ở tập trước là hình như là mình có đi vô và mình thấy cái tượng nhưng mà à đúng rồi. Cần đi vô đây. Đi vô đây để lấy cái tượng nè các bạn. Ở trong đây nó có cái tượng nè. Đây. Tập trước là chưa kịp tham quan nhưng mà mình cần phải đi cứu phó lão bá. Rồi. Hát cho nhau nghe hả? Hương vị bản xứ nhưng mà không phải kiểu bản xứ này. Để tôi tìm khán giả cho anh. Khoan, để lấy cái tượng kia đây. Anh ra tránh ra. Lấy cái tượng kia đây. Cảm ơn nha. Tức giận với ai? Mày tức giận với ai? Tao lấy cái tượng thôi, mày làm gì căng. Đấm mày bây giờ. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm em tiếp viên cho cái thằng đó. Em này đấy hả? Hey em tên gì? Katushika. Anh là Vĩ. Anh nói nè. Em có để ý bạn của anh không? Là người Mỹ đó. Em có phiền không khi mà giúp anh giữ bí mật? Rồi, anh có thể mua chuộc cái sự im lặng của em bằng một ly không? Dạ, yeah. Anh tử tế quá. Em là người Nga hả? Sao anh biết? Anh linh cảm chứ. Ồ, cái anh này kỳ. Ủa, bé này người Nga hả? Ủa, thiệt luôn hả? Cái club này nhiều người quá ha. Nhiều người ngoại quốc hả? Ok, vô đây. Câu da, câu cổ, đồ các thứ nữa. Rồi, ngồi đi. Để anh kiếm thêm vài người nữa. Một người mà còn chưa đủ nữa. Để mình kêu nhỏ này nữa hả? Hello em. Hey, VIP. Trời, cái bà nội bên đây bà nhảy dữ rồi. Lắc dữ rồi mày. Em có muốn đi vô chơi với tụi anh không? Ừ. Vô chơi với bạn của anh đi. Rồi đó. Một đứa nữa hả? Nhỏ bên đây á. Rồi. Em cuối cùng. Em ok không? Thằng chết tiệt đó là cô gái của tao. Tao là Son Eun-ji nè. Tao là người của Tăng Nghĩa An nè, mày dám? Mày muốn tao bẻ từng cái xương của mày không? Ok, sorry. Cái gã đó có vẻ hên hoang đấy. Em có muốn uống với bọn anh không? Anh là Vĩ đây. Em chưa từng thấy anh. Anh không hay đi mấy cái chỗ này. Tại vì bạn của anh thôi. Khi nào mà anh muốn đi lại đây chơi thì gọi cho em. Nghe được á. Nhưng mà hỉnh hoảng gọi cho em nha. Lại mê gọi mình nè. Nghe mình là băng của Tăng Nghĩa An cái khoái liền. Đứa nào nghe Son Eun-ji cũng sợ chứ các bạn. Son Eun-ji là tiếng Anh của Tăng Nghĩa An á. Ai mà biết được là Hồng Kông toàn là mấy em đẹp đẹp. Còn cởi mở nữa. Sao mà anh biết Hồng Kông toàn cái đẹp? Anh chỉ cần đến đúng chỗ thôi. Anh có thể tin vào bọn em. Tụi em thích trai Mỹ lắm, phải không Tina? Oh my god. Rồi. Và bây giờ mình cần phải làm gì đây? Rồi. Lại hát karaoke. Đóng cửa được không? Không đóng cửa được các bạn. Sao mấy đứa này nó cứ kêu mình hát hoài ta? Hát bài này đi ha. Rồi. Một bài tình cảm dành cho mấy đứa. Let's go.
Tha thơ tha thơ. Ok. Hết chưa? Hết rồi đúng không? 97% luôn. Ai? Hay thật đấy, quá đỉnh. Này Vĩ có thể chụp ảnh giúp tôi được không? Mình không biết là nếu mà mình hát dở thì cái phản ứng của cái tụi này sẽ ra sao ha. Rồi, chụp hình, chụp hình. Quá đẹp luôn anh ơi. Ok. Tuyệt. Ô là trời, nó chụp hình kìa các bạn. Ôi, nó chụp mình luôn chứ. Mình dính tắm rồi các bạn. Thôi, người của tôi sẽ thích anh lắm đây. Mấy cái lũ đó phải làm màu, làm mè. Nhưng mà không có ra đâu hết. Rồi, mình đã lấy lòng được cái thằng này. Cái gì vậy? Mấy cái thằng đang làm gì vậy? Ê, mày phá xe của tao đúng không? Ôi, ui. À, nó đợi mình ở đây, nó kiếm chuyện với mình các bạn. Bốn cái vũ khí. Chết. Lên xe, lên xe. À, đi chơi mà cũng bị quậy phá nữa các bạn. Đưa Kim quay lại khách sạn. Cỡ khoảng một tuần nữa tôi sẽ về. Tôi sẽ báo bên đó là tôi có người phù hợp cho họ. Ở đâu bây giờ cái tự nhiên mình gặp cái thằng khứa này, nó làm ở trong giới giải trí nè. Bước chân vào showbiz luôn. Rồi, tới khách sạn rồi. Xong rồi. Anh đi về ngủ đi. Rất là tuyệt khi được gặp anh. Hy vọng đây chỉ là đêm đầu tiên trong số những đêm tươi đẹp về sau. Dạ, đây là khởi đầu của một tình bạn tốt. Được rồi, bye bye. Ai hèm chơi với mày? Ai hèm bạn tốt? Chẳng qua là vì công việc thôi. Bây giờ mình đã có số điện thoại của Iliana. Con gái mới rồi các bạn. Đi trả tự đi ha các bạn. Đi taxi đi. Let's go. Thầy ơi, em đem cái tượng về cho thầy. Má sao mình cầm trên tay cái dao ghê quá. I found one of your statues. A rooster. Ai, một con gà trống. Thank you for the statue. Có vẻ tất cả đang tìm đường trở về với tôi. Có lẽ ngay từ đầu đây đã là định mệnh của chúng. Thấy còn con thì sao? Có lẽ tôi không nghi ngờ gì về việc cậu quay trở lại Hồng Kông là định mệnh. Tôi đã quyết định phá luật về huấn luyện cho một tay xã hội đen mà chẳng vì lý do gì. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết điểm khác biệt. Ông này biết mình đang làm cho xã hội đen nhưng mà vẫn giả dở cho mình. Thì mình sẽ học cái gì đây? Đòn bẻ tay khi tấm. Lên đây đi. Bẻ tay. Tấm. Ghê. Rồi, nhào vô. Ui, fail rồi bạn, fail rồi. Bóp. Ui. Đánh này. Ui. Xong. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Ui, vẫn còn hả? May là cái ông này ổng kêu mình dừng đó. Để ông thôi cái thằng đã chết với mình. Ủa? Tại sao lại là chiếc xe này? Hồi nãy tôi đi taxi tới mà. Hồi nãy rõ ràng là mình đi taxi lên đây chứ mình đâu có chạy chiếc xe này đâu. Sao xuất hiện ở đây vậy? Hồi nãy là mình có số điện thoại của cái con nhỏ Iliana nè. Để mình gọi xem. Iliana,
phải em không? Anh nè, hồi nãy em mới cho số anh đó. Em không nghĩ là anh thực sự gọi cho em. Anh muốn đi chơi, anh có rảnh không? Vâng, em đang giải lao nè. Đi gặp cái em đó các bạn. Cái em đó đang... ở đây. Bên đây. Sao cái hẻm này nó chặt quá các bạn. Cái khu này giống như là cái khu ăn chơi vậy đó. Đây là cái khu ăn chơi. Đây nè, nguyên cái đoạn đường này là cái đoạn đường ăn chơi luôn các bạn. Các bạn thấy ở đây tụ tập rất là đông người luôn. Phố đèn đỏ. Vô đây. Đi vô đây kiếm nhỏ này không biết là mình làm gì với nó nè. Đừng nói là mình hát cao kê với nó nữa nha. Đây 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 đây. Hello em. Em nghỉ chưa? À, dễ lao xíu cũng tốt. Mình ra đằng sau đi. Wow. Hai đồ kìa các bạn. Em chuẩn bị chạy bộ nè. Em muốn vận động cho ra mồ hôi ấy. Em có thể dụ dỗ anh. Để xem anh có thể theo kịp không. Ôi. Thi chạy hả? Ghê quá vậy. Nhỏ này cá tính nha các bạn. Chạy marathon với nó luôn. Ồ, sắp được rồi nè. Nhanh lên em ơi, đúng rồi, anh bắt kịp em á. Nhanh lên em ơi. Ôi, em chậm rồi. Ôi, bay qua bên đó luôn không được. Ôi, nhỏ chạy chậm quá vậy. Hết hái nó luôn các bạn. Đợi nó một xíu đi. Thôi. Anh nhường em rồi đó. Wow. Em chạy nhanh nha. Em phải giữ dáng mà. Khoan, nhưng mà em làm chuyện này cho vui thôi à. You do this for fun. Yes. But what else you do for fun? Em còn làm gì cho vui nữa không? Anh đang gã gẫm em hả? Phải. Vậy được không? Không sao, em thích. Ngon. Để em cho anh coi cái này. Dễ hả? Em nghĩ tới chuyện này lâu rồi. Vậy thì let's do it. Wow. Mấy đứa này nó bạo quá các bạn. Không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ cái danh tiếng của mình lên cấp 5 rồi các bạn. Thôi bây giờ mình đi làm nhiệm vụ chính tiếp đi các bạn. Những cô nàng phóng đãng. À, vậy là mình đi lại cái chỗ của cái thằng Sony võ tiếp. Sony võ, cái thằng này là cái thằng điếu. Cái thằng này sẽ là cái thằng buôn bán mấy cô gái các bạn. Một người đẳng cấp như anh không để cảm xúc lấn át. Tôi hy vọng là không. Vĩ, vô uống một ly đi. Cái thằng này nói chuyện thấy ghét quá các bạn. You drive by one of those billboards the size of a building and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table and and then you do it. There's no other feeling like it. Mỗi lần gặp cái thằng này là không nói chuyện gì khác ngoài gái. Let Wade do it. You and I have more business to discuss. Lại bắt mình làm cái chuyện gì nữa đây. Em chân dài nữa. As long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. No, of course not. Here, take my car. You take care of my little starlet. Go ahead. Anh hãy chăm sóc cho mấy ngôi sao nhỏ bé của tôi. Nghe chán xả buồn nó thật sự. Thằng nói chuyện khốn. Rồi. Xe của Ricky đấy hả? Xe đẹp nha. Đón Vivienne. À, đón chân dài các bạn. Đón gái, đón gái. Ui, không được hư xe, không được hư xe. Tôi đi đón gái. Tôi đi chở gái, không được hư xe. Rồi. Em nào đây? Who
are you? Anh là ai? Tao là Vĩ. Ricky kêu tôi đi đó. Tao tưởng Ricky sẽ đến. Mọi chuyện ổn chứ? Tao muốn gặp bạn trai của mình là sai à? À, nhỏ này là người yêu của Ricky hả? Rồi cái em này là ai đây? Vì bạn trai chị không lái xe nên em ngồi ghế trước. Oh my god, hiểu luôn. Sao mấy kẻ xấu lúc nào cũng đẹp trai hết vậy? Em là Sandra. Là Vĩ. Ricky kể về anh ta suốt. Rồi, cái em này khoái mình nè các bạn. Cái em áo hồng nè, mê mình. Tay lái cứng ở tốc độ cao nhỉ? Hai chị em hả? Anh có thể chứng minh nếu mà em muốn. Em đừng có dụ dỗ anh ta vào mấy cái vụ đua xe nha. Nhỏ này là Young Fly các bạn. Young đua xe rồi. He's not a gangster, don't say that. Let's say I'm as much of a gangster as Ricky. Cứ cho là anh là sói đen y hệt Ricky đi. Tôi tưởng đâu nhỏ này là siêu sao gì đó, ai về là bạn gái của Ricky các bạn. Bạn gái của nó mà nó kêu mình đi đón. Một kẻ đáng sợ và đòi chị. Đúng rồi. Thằng Sonny đấy. Ôi, sorry. À, lỡ hư xe của Ricky rồi các bạn. Ôi, tới luôn rồi. Đó là nó đó. Thằng nào? Ôi, nãy xe mình hư, bây giờ nó tự nó hồi lại. Đây là bồ mới của cô hả? Anh ganh tị hả? Với cái thằng này hả? Sandra says you like to race. Sandra kể là anh thích đua lắm đúng không? Muốn chơi không? I'm not sure how much that's worth. Okay. We race for the girls and 100,000. Sure. I'll take your money too. You racing with the girls in your car? Mày tính đua với mấy cô em trong xe hả? Think of it as your head start. Mày sẽ bị chậm lại thôi. Cứ coi như là tao chấp đi. Rồi. Chấp cơ đó. Chảnh bỏ mẹ. Tao sẽ cho mày biết tai. Để coi ai cho ai biết tai. Ngon các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đua xe với hai cô gái xinh đẹp trong xe. Tuyệt vời. Hãy xem tôi đây. Let's go. Chuyện dễ. Lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật xíu. Lỗi kỹ thuật. Chết. Một đứa. Tôi sẽ tông cho cái thằng đó nó khỏi chạy luôn vậy. Đó. Hình như là mình càng đụng nó càng khoái. Rồi. Má cái xe đen này chạy nhanh quá ta. Chạy nhanh hả? Sao mày khỏi chạy luôn. Ok. Oh my god, cảnh sát các bạn ơi. Mình đang dẫn trước rồi nè. Đường thẳng là một lợi thế. Miễn mà đường thẳng là cái tụi này sẽ không bao giờ vượt lên mình được. Mình chỉ sợ nó quẹo qua quẹo lại, mình khó quẹo thôi. Cảnh sát hả? Cảnh sát hả? Này thì cảnh sát. Anh đúng là không thể kiểm soát, em thích vậy lắm. Bình thường, bình thường. Quá ghê gớm. Hả? Mình thắng chắc. Yes. Sắp win rồi nè các bạn. Let's go.
Easy, easy, easy. Oh my god, my heart is beating so fast. Great. Tim em đập nhanh quá trời luôn. Anh lãi siêu thiệt luôn. Cảm ơn. Hai người kiếm chỗ nào riêng tư đi. Thôi chết, cảnh sát kìa. Bây giờ mình kẹp hai em luôn các bạn. Vào xe của Ricky nhanh. Xe này mới được á hả? Mấy chiếc xe này banh tành rồi. Giờ bị cảnh sát dí rồi. The police hả? Không sao. Oh my god, cái cột nó cứng quá vậy. Cảnh sát hả? Lên đây cảnh sát. Lên đây cảnh sát ơi. Lên đây cảnh sát. Cảnh sát ơi, cảnh sát. Lên đây cảnh sát ơi. Này thì cảnh sát hả? Rồi. Bây giờ mình sẽ chở mấy em này về nhà. Unless Sandra has some other exciting plan. I'm all excited out. Em không hứng nổi nữa rồi. Nhưng mà anh có thể đón em đi bất cứ chỗ nào. Ok, vậy là mình có thể mà chiếc xe banh tành luôn các bạn. That was fun. Vui thiệt luôn đó Vĩ, cảm ơn anh. Thanks. Anytime. Vivi, give Wei my number and tell him he can take me out. Cho Vĩ số của em đi. Và lần sau anh có thể mời em đi chơi. Yes. Cảm ơn nha. It was my pleasure. Hai chị em. Hoa hồng trắng và hoa hồng hồng. À, hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Hai sắc hái. Kinh nghiệm tam hoàng. Men còn xíu nữa là được. À, mình có một cái biệt thự mới á. À, mình có một cái biệt thự mới nè các bạn. Quá đã. Một cái view mới nữa. Bây giờ tính tới đây là mình có 4 căn nhà đó. Có 4 căn nhà đó các bạn. Và mình nghĩ chắc là đây là căn nhà cuối cùng. Chắc cũng sắp hết game rồi các bạn. Cuộc gọi từ Iliana. Em đây, cần anh giúp. Chuyện gì về em? Là bạn của em, Katasuka. Cô ấy đã mất tích. Cô ấy nhập cư trái phép. Những người như cô ấy biến mất suốt. Anh sẽ kiểm tra. Ôi, cảm ơn anh. Khoan để mình uống nước cái đã. Mất tích thì mình nghĩ là bị bắt cóc để bán á các bạn. Mình nghe nói là ở bên Thập Bát Ca là nó có một cái đường dây buôn lậu. Buôn bán người á các bạn. Buôn bán mấy cô gái trái phép. Vận hạn. Mình nghĩ là mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ bánh xe cuồng nộ các bạn. Nghe cái tên khá là lạ. Muốn đi làm hử. Đây. Nhiệm vụ. Ai đây? Tiến sĩ Đần. Tiến sĩ Đần hay là tiến sĩ Đần? Vấn đề gì? Ta đã thiết kế chiếc xe này. Xe cho nhà tư bản giàu có. Tôi nghĩ là nó không có kết thúc có hậu đúng không? Nó không thể lọt qua hải quan. Vậy nên ta phải gửi từng bộ phận về đây. Bây giờ mấy cái băng sở đang đang tìm kiếm mấy cái mẫu xe đó. Hãm họa luôn. Tôi mua cả đống xe y hệt về để nhử mồi. Anh có thể giúp tôi không? Làm sao mà tôi có thể phân biệt được chiếc nào hợp, chiếc nào giả? Chiếc xe gì đây? Rồi. Bây giờ có vẻ là cái thằng này á, nó chế tạo ra một chiếc xe, nhưng mà nó không qua hải quan được, cho nên là phải gửi về. Nhưng mà trong quá trình gửi về á là đang bị cái bọn giang hồ nó điều tra. Nó tính cướp chiếc xe của cái thằng này. Bây giờ mình phải đi lấy hả? Đâu đây? Tìm chiếc DZS-90 đánh dấu. Một đống chiếc luôn. Chiếc nào là hợp? Ở chiếc xe đó đó hả? Ô đẹp quá vậy. Ok.
phải chiếc này không? Cái này không phải rồi. Tức là cái thằng này nó đã tạo ra rất là nhiều chiếc xe y chang nhau để đánh lạc hướng cái tụi giang hồ. Nhưng mà mình cần phải tìm ra đâu là chiếc xe hợp để đem về cho cái thằng đó. Phải chiếc này không? Phải chiếc này không? Phải luôn. Quên, mình phải check từng chiếc á. Không phải luôn kìa. Chiếc trên đây phải không? Không phải chiếc này luôn. Còn hai chiếc nữa. Nào. Oh my god, oh my god. Tô tô tô. Chiếc này phải không? Ok, xong rồi. Chính là chiếc này các bạn. Xin lỗi vì phải đến chịu khổ. Tôi đã thiết kế một bình điện máy dò radio, nhưng mà nó chưa có hoàn thiện cho lắm. Máy dò radio. Phiên bản tiếp theo sẽ được bọc da toàn bộ. Chưa có thiết kế liền được, tại vì mấy cái nguyên liệu đó chưa có nhập vô Trung Quốc được. Ok. Sợ là bị cướp chiếc xe cho nên là không có dám. We get our car, nobody else gets embarrassed. This is the Hong Kong way. You should know that by now. Long as it never hits the papers, we can act as if we're independent. But if it starts to look like we're independent. Chiếc xe này là chiếc xe trái phép các bạn. Chiếc xe này là chiếc xe sản xuất trái phép. Đưa chiếc xe vô ra ra. Rồi. Chiếc xe này có vẻ ngon đấy. Cái thằng này nó còn chế thêm một số cái đồ cho chiếc xe này. Wow, bây giờ nó cho mình chiếc xe này luôn các bạn. Nhìn nè, nhìn chiếc xe chiến không? Nhìn rất là lực. Ngầu. Ở đây nó có cái nhiệm vụ phụ gì nè. Gì nữa đây? Hello. Eddie đâu con? Nhiệm vụ gì nữa? Tao có một chiến hút lớn về đất liền. Tao cần mày đưa nó đến bến phà an toàn. Ok. Let's go. Bảo vệ chiếc xe khỏi băng mô tô. Rồi. Easy. Rồi bây giờ mình sẽ bảo kê cái thằng này. Bảo kê nó đi ra bến tàu để lấy thuốc các bạn. Chết mẹ hết đạn. Easy. Wow, đông quá vậy. Đông ghê luôn các bạn. À, dí heo mà chạy xe mô tô hả? Nói xấu. Go.
vậy? Ôi má, quá đông đi. Cái vấn đề là nó đông cái vậy. Trời ơi, như kiến vậy đó. Oh my god, không thấy gì luôn. Còn nữa không? Sắp hết rồi các bạn. Còn một chiếc nữa thôi. Ồ, vẫn còn kìa. Được chưa? Trời, nhiều quá vậy. Oh my god. Rồi được rồi. Quá dữ. Quá dữ. Quá đã. Có ai bán đồ ăn để giơ tay lên. Ôi chị ơi, chị đang chặt thịt hả? Chị đang mần thịt heo hả chị? Quay mặt qua đây. Em kêu quay mặt qua mà chị không quay. Ok, tha cho chị đi. Mà nó tỉnh và lờ sự. Rồi à, bây giờ mình đi làm cái nhiệm vụ vụ án mới nè các bạn. Vụ án mới. Mình nghĩ là mình đi làm cái nhiệm vụ này là mình sẽ điều tra cái vụ án mà bắt cóc mấy cô gái á các bạn. Mấy cái tội hợp bắt ca xuống mai chứ. Nó bắt mấy cô gái để nó bán. Nó bắt mấy đứa mà nhập cảnh trái phép á các bạn. Để không bị điều tra. Làm sao tôi có thể làm việc của mình khi lần quái nào ông cũng cản trở tôi? Được rồi sếp, tôi sẽ nghĩ cách. Đang chửi ai? Everything all right? Mọi chuyện ổn không? Cái đám chính trị gia khốn kiếp. Bọn họ muốn tôi dọn sạch đường. Tôi có vụ này cho cô. Tốt hơn là vậy, tâm trạng của tôi khá tệ. Có một vụ bắt cóc tại hộp đêm K-bar. Nữ tiếp viên. Tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng mà tôi muốn thông báo cho cô. Anh biết đó, tôi vẫn chưa biết phải làm gì với anh. Nhưng mà anh thật sự là giúp tôi rất là nhiều. Cứ cho tôi biết những gì mà anh tìm được. Rồi. Vậy là xong hả? Đầu mối kẻ bắt cóc. Mình sẽ đi lại đây điều tra các bạn. Rồi. Đi điều tra cái vụ bắt cóc. À, bây giờ mình mới phát hiện một điều là cái taxi nó chưa dừng mà mình bước xuống là mình sẽ không bị mất tiền. Được rồi. Có một cái tip. Đi xe chùa các bạn. Xe chưa dừng mình cứ việc đi xuống thôi. Là sẽ không bị mất mấy trăm đô. Hello em. Anh đã biết được gì chưa? Vẫn chưa. Katowska có khách quen nào không? Mấy gã đặc biệt thích cô ấy. Anh nên hỏi ông Trần. Ông ta rất là ái mộ cô ấy. Em nghĩ bạn bè đặc biệt. Rồi. Nói chuyện với ông Trần. Ôi ơi, ông Trần đang kẹp hai đứa. Ông Trần đúng không? Tôi có vài câu hỏi về Katowska. Cái quái gì tôi phải nói chuyện với anh á. Tao là Wei Shen hẳn vĩ. Mày biết tao nghĩa An không? Cái thằng này nó phải đợi mình khai ra cái danh tính của mình nó mới chịu nói chuyện. Tôi sẽ giúp anh mọi khả năng. Mày có quen Katowska không? Mày đừng có giỡn.
Chúng tôi đã có giao ước. Tôi trả tiền hơi nhà, mua quần áo cho cô ấy, trang sức nữa. Cô ấy rất biết ơn. Gần đây mày có gặp cô ấy không? Ít nhất là một tuần. Cô ấy cũng không trả lời điện thoại. Căn hộ ở đâu? Tôi sẽ cho anh địa chỉ. Cô ấy đòi tôi làm giấy tờ cho mình, visa, nhưng tôi không biết làm gì cả. Vậy là cái em đó là người nhập cư trái phép các bạn, cho nên là rất là mong muốn là có visa ở Hồng Kông. Nhưng mà không biết vì sao lại mất tích. Bây giờ mình đi ra bằng cửa sau nè. Sao là mình cần phải đi lại nhà của cái con nhỏ đó, tới căn hộ của Katushka. Đây, leo lên đường này luôn. Căn hộ cũng gần chỗ làm quá ha. Kế bên chỗ làm luôn. Quá tiện. Mở cái khóa. Tại sao phải mở khóa trong khi mình có thể leo lên được? Ok. Cái này leo lên được mà. Tại sao phải mở khóa? Game nó bắt mình làm nhiều việc quá vậy. Đó. Cao như vậy mà còn leo được mà. Đây. Khám xét căn hộ. Ở đây nó có một cái điện thoại bàn. Kiểm tra điện thoại bàn. Không có gì hết. Ôi, căn hộ bị lật tung hết trơn rồi các bạn. Căn hộ của nhỏ này bị ai phá nè. Anh tảnh chưa? Có dấu hiệu các bạn ơi, có dấu hiệu. Chụp lại. Chụp lại mấy cái mẫu ghi chép á. Ôi, trên tủ lạnh có mấy cái tờ ghi chép. Gọi cho Đặng. Vĩ đây. Cô cần giúp tôi điều tra cái số này. Tôi sẽ gọi lại sau. Khả năng là anh tìm đúng người rồi. Số điện thoại thuộc về Lai Quế. Hắn liên kết với Thập Bát Ca. Hắn hoạt động nhờ buôn lậu. Thường xuyên lui tới chỗ trung tâm. Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ. Rồi, để xem nó đưa mấy cô gái đi đâu. Cái thằng này bắt gái để đem bán. Mình cần phải phá cái đường dây này. Quá ác nhân hấp đức. Bây giờ mình sẽ đi tiếp lại cái chỗ này. Đi taxi hả? Đây. Đi điều tra manh mối nè. Kẻ bắt cóc. Đứa nào bắt cóc? Bây giờ mình sẽ thay đồ. Cải trang các bạn. Rồi, đẹp trai đó. Bây giờ mình sẽ đi tới bến tàu. Đây, bên đây. Lấy một chiếc thuyền. Túc ở dưới lần hả? Sao cái gì? Chạy xuống luôn. Chạy xuống đây. Rồi, lấy một chiếc thuyền. Ở đây nhiều thuyền quá ha. Yes. Đi tới xà lan cờ bạc. Wow. Ôi các bạn ơi. À đây rồi. Kìa các bạn thấy có một cái tàu phía xa xa không? Cái tàu này là ở mấy tập trước là mình đã phát hiện rồi. Ở đây là cái ổ bạc nè. Là cái chỗ đánh bài xá hình. Ôi ôi. Ui. Trời má có cần vậy không? Tự nhiên cái bay xuống biển luôn các bạn. Rồi bây giờ lên đây. Ướt mình luôn chứ. À không ướt nha. Không ướt. Có ướt không? Không ướt mình các bạn ơi. Đây. Đây là cái chỗ đánh bài đây đúng không? Hello anh trai. Tôi muốn bàn cược cao nhất. Anh nói chuyện với tôi đi. Hôm nay tôi thấy là cực kỳ may mắn. Rồi hoan nghênh. Ôi. Chỗ này là sòng bài các bạn. Hello em. Tôi có thể tìm được cái bàn cược cao nhất ở đâu? Đó là do ông Nha làm cái.
Lai quế nha. Wow, ở đây có cái tượng luôn đó. Đây rồi, mày đây đúng không? Mấy tên đàn bà của mày đâu? Mày là ai? Tao không biết mày, biến đi. Nghe nha phải không? Đây là cách mà mày nói chuyện với Tăng Nghĩa An hả? Tao không biết ai là Tăng Nghĩa An hết. Ngồi đi, tao rất là thỏa mãn khi mà nhìn cái bọn khác thua. Bây giờ mình chơi đánh bài với nó. Chơi mặt trược à. Chơi mặt trược các bạn. Đặt một mức cược. À, bây giờ mình sẽ đặt 1.000 đô đi. Rồi. À, lần đầu tiên tôi chơi mặt trược luôn ấy. À, đây là cái lực chơi nè các bạn. Tứ quý, ngũ quý. Ơ, sao cái này nó giống bài tiếng lên quá ha. Nó tự tự vậy á. Ủa, nhưng mà cái bài này mình có thể thấy được cái bài của đối phương luôn hả? Kìa, mình có thể thấy được nó có quân gì luôn á. 24. 24 thì mình đánh 36. Được không? Đánh đại đi chứ có biết gì đâu. 12. Mình đánh 34 đi. Ok. Năm sáu. Wait. Let's make it interesting. What are you bet against the hot Russian bluff? À, mình thua nữa. Yeah. Tóc vàng á. Tao kiếm được em này ở K3. Rất là ngon. You win this hand. À. Mày có muốn lấy không? Mày điên rồi. Mày muốn cược một cô gái hả? À, cô này nhập chui mà mày muốn làm gì cũng được. Được rồi, nghe anh em. Thêm một em tóc vàng thì càng hay. Rồi, à, bạn cược Lily Anna. Cố tình thua ván tới. À, vậy là mình cần phải cố tình mình thua các bạn để mình dụ nó vô chồng. Hiểu rồi, vậy là mình không cần thắng đâu. Đánh đại đi cũng được. 3, 4, 6. Mình đánh 3, 4, 5. Đánh đại chơi đi. Rồi. 2, 3, 5. Mình đánh 4, 4, 4. Ba năm năm. Mình thua chưa? Yes, mình thua các bạn. Quá đen cho mày. Đem cô gái đó tới đây. Nhớ đến chơi đi nha. Có khi lần tới tao thắng được một cặp song sinh. Đi ra nè. Gọi cho Iliana. Em ơi, Vĩ nè, anh tìm được cô ấy chưa? Chưa, nhưng mà anh có khả năng tìm được rồi. Anh sẽ làm gì tiếp? Anh đang gài một cái thằng. Cô gái khác đó là em đúng không? Đúng rồi em. Em cần phải làm mồi nhử cho nó. Gì vậy? Anh có thể giúp tôi không? Đứa nào kêu tôi à? Mình nghe có thằng nào kêu mình. Thằng nấy hả? Khoan. Ở đây nó có cái gì sáng sáng vậy? Đây rồi, cái két sắt. Mở cái két. Rồi. Quần Âu theo bộ. Rồi, cái thằng này nó kêu mình gì đây? Cái gì? Có vài gã đang tổ chức đánh bạc trong góc. Mấy thằng đần này kéo lũ cớm xuống đây. Anh có thể giúp tao không? Dọn dẹp lũ cờ bạc. À, cái lũ này hả? À, tụi mày, cuộc chơi kết thúc rồi. À, tụi bay quậy một hồi là cảnh sát tới bây giờ đấy. Tụi bay trả tiền cho Sanonji chưa? Lì này. Lì hả? Mày hả? Bẻ tay mày luôn. Chết.
Đây. Hãy đi vô đây luôn. Đánh lén. Chết. Mày nữa. Đó. Chết luôn. Ôi. Xong. Những công việc bên lề các bạn. Wow. Lần đầu tiên tôi chạy cano trong cái game này. À đó. À, lần trước mình có chạy một lần rồi. Cái lúc mà mình dí cái thằng cẩu nhãn các bạn. Mình quên. Đây đây đây. Ở dưới đây. Gặp Eliana gần bến tàu. Đây rồi. Em sẵn sàng chưa? Giờ anh phải gắn một cái thiết bị theo dõi em. Hơi sợ hả? Một chút. Anh sẽ theo dõi em không rời. Em rất là cảm kích anh và Kasukasa cũng vậy. Học tốt khi mà có anh. Được rồi. Mình sẽ dùng cái cô bạn gái của mình để làm mồi nhử các bạn. Cố lên em, không phải sợ. Đây. Đây là cô gái mà tao nói tới. Chúng tao sẽ giải quyết cái vấn đề nhập cư. Mà tội nghiệp mấy cái nhỏ mà nhập cư trái phép á các bạn. Không có giấy tờ cho nên là bị bắt thì cũng không có ai quan tâm. Chụp ảnh nữa. À, xém nữa không kịp rồi các bạn. Xém xíu nữa là không kịp chụp. Lấy mô tô của Elena. 50 giây. Mình phải đuổi kịp cái chiếc cano đó. Chạy xe tới vị trí. Rồi. Xích lên. Má sao cái con nhỏ đó nó tin tưởng mình quá ta. Nó dám đi theo mấy cái thằng đó luôn. Nó tin tưởng cái thằng này lắm luôn á. Nó mới làm vậy. Tiếp tục. Ở đây. Wow. Xíu nữa gớt xuống dưới. Để coi băng ổ của mẹ đâu. Trời ơi. Má tôi lỡ chạy xuống sông luôn các bạn. Ui từ. Dễ té lắm. Tiếp tục. Không quẹo vô được. Đây. Chờ chiếc thuyền cập bến. Đây phải không? Tụi nó bán phụ nữ ở đây đúng không? Khốn thật Eliana, em ở đâu rồi? Lấy một chiếc thuyền. Ôi chết. Mất dấu hả? Mất dấu rồi các bạn. Giờ cần phải chạy lại cái chỗ vị trí GPS gần nhất. Thiết bị định vị giảm rồi. Mất dấu luôn chứ. Bơi vào trong. Đây rồi. Hang ổ của tụi nó đây. Đây rồi. Trong đây là cái... một cái hầm gì đây. Đây là cái chỗ giao dịch của tụi nó. Khá là ẩm ướt nha. Hay ghê. Qua đây. Tìm Eliana.
Đây. Đây rồi, các cô gái của tôi. Mấy em ơi. Mấy em ơi, có anh đây, đừng lo. Má đi nhốt mấy cô gái đây hả? Ác ôn thật sự luôn. Tụi bay chết. Chết. Đổi súng các bạn. Ây da, bên đây nữa hả? Súng gì trời, shotgun hả? What the? Không cần shotgun. Á, à, cái thằng mập này nó bắn shotgun các bạn. Khó chịu thật sự luôn. Giải thoát những người bị bắt. Ok, tụi em ơi, anh cứu tụi em. Relax. Cho anh một giây. Rồi, mấy em ra đi. Anh không giống như những người khác vậy. Anh có một điều rất là đặc biệt. Em nên lánh mặt một thời gian. Rồi. Cứu được mấy em là anh mừng rồi. Tôi đã tóm được cái thằng đó. Đây là một vụ án mà không ai chú ý. Nếu không phải anh phá nó thì mấy cô gái sẽ liên tục bị bắt và không ai quan tâm. Đây là vụ cuối cùng của tôi rồi. Tôi sẽ không nhờ anh một thời gian. Bảo trọng Vĩ. Rồi, vậy là sau cái vụ này là mình sẽ không gặp lại Madame Đặng nữa các bạn. Nâng cấp nè. Ôi, mình có hai cái nâng cấp luôn. Mình có hai cái nâng cấp cảnh sát luôn nè. Làm tăng sát thương khi bắn. Ok. Rồi, tiếp tục lên ở dưới. Mấy cái con nhỏ làm trong club á các bạn là toàn là mấy đứa mà nó nhập cảnh trái phép không á. Cho nên là khi mà nó bị mất tích thì cảnh sát không có ai quan tâm hết. Tại vì không có giấy tờ mà. Nếu mà mình á, thẩm vĩ á, nó không quan tâm tới cái vụ này là không ai biết tới luôn. Nói chung là nhờ mình. Nhờ mình cho nên mới có thể cứu được những cô gái đúng thôi là sẽ còn rất là nhiều người nữa bị tụi nó bắt và đem bán. Ok, bây giờ mình sẽ đi trả tượng nè. Đi trả tượng cho thầy để học skill mới. Thầy ơi, em đã tiếp tục tìm được cho thầy một bức tượng nữa. Còn ba bức nữa hả? Một con khỉ. Bên Mỹ cậu đã làm gì? Hay hỏi nhiều quá. Cậu đem lại cảm giác về một người đang khoác lên vỏ bọc của một người khác. Tưởng như hoàn toàn phù hợp. Ấy thế mà chưa đọc kịp. Thầy nói dài quá, em không đọc kịp. Skill ở trên đi các bạn. Đây. Đá xoay hả? Đá xoay sao? 1, 2, 3. Cái skill này là đầu game nó chỉ mình rồi mà. Nó có mới gì đâu ta. Ok. Skill của C. Chị cũng phải học nữa. Xong. Hình như là mình có cái số điện thoại của con Sandra. Cái con nhỏ mà hồi nãy đua xe các bạn. Cho mình điện nó xem. Sandra, anh Vĩ nè. À, cũng khá là lâu anh mới chịu gọi cho em hả? Đôi lúc em phải chờ những gì tốt đẹp chứ. Chờ đợi không phải là điểm mạnh của em. Vậy anh định lái xe đưa em đi à? Dạ, anh sẽ qua đón em. Em thích vậy lắm. Chờ anh nha. Ok, đi đón gái chơi các bạn. Nhỏ này nó đang ở đâu tại? Ủa, mình không thấy nó. À đây. Sandra kêu gợi về sát tán. Oh my god. Má nó đặt cái tên ghê quá vậy. Sandra, em ở đâu? Sandra, anh tới đây. À, đứng chờ sẵn luôn chứ. Ồ, xe của em đấy hả?
Sao? Where do you wanna go? Em muốn đi đâu? I don't care. Em không quan tâm. Miễn là chúng ta đi tới đó hoặc là nhanh. Má, trời má, nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì đấy? Speed up a little. Ok, bây giờ mình sẽ lái xe thiệt là nhanh cho nó hứng thú. Cô gái đam mê tốc độ. Càng nhanh càng vui, càng nhanh càng vui. Ok. Hú đi em. Cứ hú khi mà em muốn. Nhanh hơn, nhanh hơn, ok. Xe nhỏ này cũng chiến quá ha. Xe này còn nhanh hơn được nữa hả? Oh my god, nhầm. Em mới nhận được tin nhắn từ bố em. Em phải gặp ông ấy. Oh. À, đang chạy xe vui mà. Mình lỡ đụng xe cái nó kêu mình thả nó xuống luôn. Buồn thế. Má, ông bố mẹ đâu mà sao vậy? Sao sợ luôn vậy? Ở đây á. Nhà nó xa ghê luôn vậy. À, tới nhà nó nè. Ê, ở trong nhà nó có một cái tượng cái vậy. Để mình thấy. Gì đây, gì đây? Em muốn sao? Nói em nghe đi vậy. Anh đã bao giờ ấy trong xe chưa? Oh my god. Anh lớn lên ở Cali, em nghĩ sao? À, vậy là em coi là rồi. Em thì sao? Em thích vậy hả? Không, em không thích. Quá là chật. Nhất là chiếc xe này. Nhưng mà limo thì được. Trời má, nhỏ này. Bạo quá các bạn. Tưởng đâu được ấy trong xe chứ. Ai về? Mày gài ta hả? Em thích những chuyến đi hào hứng. Sandra, hang on, hold on. Sandra, từ từ. Come over here. Đợi xíu lại đây. You are such a bad. Anh đúng là một đứa hư hỏng. Oh my god. Cái thằng này kêu nhỏ đó lại là các bạn hiểu sao đây. Cái game. Cái game này thật sự là nếu mà nó cái cốt truyện nó không hay mà nó có những cái pha gái gú vậy tôi không thích đâu. Cái phần mà đào hoa của cái thằng Vĩ này là tôi không có thích cho lắm. Rồi, cái chỗ này là cái dinh cơ của hai cầm. Hả? Vậy là cái con nhỏ đó là con của cái thằng hai cầm á. Con gái của cái thằng hai cầm các bạn. Thằng này gì đây? Thằng này mày muốn quýnh lộn hả? Má, không đi ra được mà đánh cái gì? Khùng hả? Có bị khùng không? Cái thằng điên này trời, mày có ra được cái cửa này hay không mà mày đánh? Bại não thật sự. Vậy là cái con nhỏ sanh ra là con của cái thằng mập mập mà hồi lần đi thăm phó lão bá, các bạn nhớ không? Cái thằng hai cầm ở trong bệnh viện á. Cái thằng đó bây giờ được bầu làm long đầu tạm thời. Ở đây nó có nhiệm vụ luôn nè các bạn. Làm tiếp luôn hả? Làm tiếp cái nhiệm vụ luôn. Sao? Vị trí của bọn tao đã được cập nhật trên hệ thống xe, mày cần có mặt ở đây. Đến một mình. Địa điểm bí mật gì đấy? Ghê à? Ở đây à? Giữa đường luôn hả? Cứ ở trong xe. What? Đùa hả? Đang. Anh đang điều khiển cái này hả? Ai đó đã hack cái hệ thống. Hả? Bây giờ chiếc xe nó tự lái luôn các bạn. Chiếc xe đang tự lái. Nó đang được lập trình để đưa anh tới chỗ an toàn. Nó được lập trình để xác nhận những mối nguy hiểm. Thoải mái để... Tôi đã trang bị súng từ xa rồi. Ngon. Có súng hả? Đây nè các bạn. Trời đã. Có súng nè. Wow. Ngon, chiếc xe đảo các bạn ơi. Một thiết kế vĩ đại.
Rồi bây giờ chiếc xe sẽ tự lái và mình sẽ bắn mấy cái đứa phía sau này. Nó đang muốn cướp chiếc xe. Chiếc xe này là của tao, không phải của mày. Oh. Cái này nó bắn y chang như là đại liên luôn các bạn. 200 mấy viên đạn luôn. Liên tục thôi, xả đạn liên tục. Xả đạn liên tục luôn. Quá dữ, quá dữ. Đã à? À, tôi mà có chiếc xe này ngoài đời một cái. Chết. Thật sự là bùng nổ luôn. Tiếp tục. Giữ nguyên, giữ nguyên. Đã. Tuyệt vời. Thiết kế vĩ đại, một bản thiết kế vĩ đại các bạn ơi. Xe đã quá. Liên tục. Nó là liên tục. Nạp đạn. Đây. Ngon. Thật sự là ngon, rất ngon. Chết hết. Thấy chưa? Cứ cố mà dí. Gán dí nhiều vô. Ơ nhưng mà mỗi lần nó nạp đạn lâu nha. Mỗi lần mình nó rút súng vô nó nạp á, hơi lâu. Bắn xong. Y chang như là đốt pháo bông luôn các bạn. Y chang như là đốt pháo bông luôn. Bùm bùm. Pháo nổ đầy trời. Khói lửa đầy cả con đường. Rồi xong rồi đúng không? Yes. Mình giết một đống luôn mà mình vẫn không mất một giọt máu nào. Nhờ chiếc xe này. Chiếc xe nó bị lủng quá trời luôn kìa các bạn. Bây giờ nó đang tự lái, tôi hoàn toàn không lái luôn á. Nữa hả? Kiếm chuyện hả? Ôi bây giờ mình có thể lái được chưa? Rồi. Bây giờ mình lái được nè. Chiếc xe này nó thông minh ghê luôn các bạn. Nó có thể cảm nhận được cái tình huống nguy hiểm, xong rồi nó chuyển qua cái chế độ tự lái để mình bắn. Xe của tương lai các bạn, chỉ có trong game. Xe AI hay lắm, tiến sĩ chế tác nhiều vô, xong rồi chiếc xe này sẽ hụt về em. Xe đã quá. Xong. Ồ nó có một cái vật xanh gì luôn nè các bạn. Các bạn nhìn cái ngoại hình của nó nè. Mấy cái bánh được độ lên và nó hơi xanh xanh. Đã quá. Ui, các bạn nhìn chiếc xe của tôi nè. Đùng. Chiếc xe này phải thuộc về mình. Mình phải tịch thu chiếc xe này thôi. Nó chạy đúng nhanh luôn các bạn. Bây giờ chạy đúng nhanh luôn. Oh my god. Đã quá. Giờ mình đi làm cái nhiệm vụ vận hạn. Nghe tên sao hết xui quá ta. Chắc đây là một cái nhiệm vụ xui xẻo. Vận hạn của ta đâu? Vận xui của ta đâu? Bà này hả? Bà Giang mũi gãy. Giang tỷ. Có muốn uống trà không? Cảm ơn tỷ. Dường như Đào Hai Cầm đang rất thoải mái trong vị trí với tư cách long đầu tạm thời. Thoải mái đến mức. Đến mức gì? Tôi nghe hắn đã tính kế để biến nó thành vĩnh viễn trong trường hợp phó lão bản không thể hồi phục. Lý đại tiểu sẽ giết hắn trước khi hắn có ý định đó. Không sai, và chuyện đó sẽ giúp Lý chiếm được Tăng Nghĩa An. Việc đó không được xảy ra. Không thể được.
Hai cầm phải xuống, không thể để hắn bị loại bỏ bởi vũ lực. Hắn phải tự nguyện hoãn ngôi, sau đó sẽ có một cuộc bầu chọn khác. Hắn ta tự xuống xong, hắn ta chơi heroin. Bây giờ nó vẫn kiểm soát được thói quen của mình. Nhưng mà những kẻ buông thả như nó thì vĩnh viễn ở bờ vực. Tôi đã lo liệu về chất lượng hàng cung cho hắn tăng lên, và giờ cậu có thể hít một cái từ miệng vực. Yep, bằng cách nào? Hắn là một gã mê tín, một kẻ bị ám ảnh bởi phong thủy. Hắn không thể chịu nổi cái việc bị một cái điều gì đó đem lại vận rủi. Vậy là tỷ muốn bảo đảm vận may của hắn trở nên tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Ha, tôi rất là hết phong cách của tỷ. Tôi sẽ làm. Bà này bà ở huyết âm mưu các bạn, gọi là huyết âm mưu. Gì đây? Cái thằng mập này, đàn em của bà Giang tỷ. Ôi, mình bỏ chiếc xe của mình. Cái bà này bà quỷ lắm các bạn. Bà cái lúc mà ở trong bệnh viện á, là bà cố tình kêu cái ông phó lão bá bầu cái thằng hai cầm lên làm long đầu mới. Long đầu tạm thời thôi các bạn. Nhưng mà sau đó là bà sẽ làm một cách nào đó để cho cái thằng đó và thằng Lý Đại Tiếu xung đột với nhau. Hai đứa đánh lộn xong rồi bà sẽ là người được lợi. Bây giờ bà sẽ bày mưu tính kế để cái thằng này nó bị mắc bẫy. Cái thằng hai cầm này nè. À, đây là cái nhà của con nhỏ Sandra này các bạn. Hồi nãy mình mới đưa con Sandra vô cái nhà này luôn. Cái nhà của cha nó. Cha nó là hai cầm. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đường để mình leo vô đúng không? Hello. Đây là cái nhà hàng xóm nè. Chúng tôi tới giao hàng. Vậy hả? Sao chồng tôi không nói gì chứ nhỉ? Tốt hơn là ổng đừng có đặt mấy cái ngu ngốc. Rồi. Bà này dễ dãi quá các bạn. Cậu có đủ loại kỹ năng phải không? Yes, tôi mờm mép dữ lắm. Cái nhà này là cái nhà hàng xóm các bạn. Mình sẽ đột nhập từ cái nhà hàng xóm để nhảy qua nhà cái ông kia. Ờ, ở trong nhà ông kia hình như có cái tượng các bạn ơi, mình cần phải lấy cái tượng đó. Đối đáp với bất cứ bảo vệ nào bạn gặp và tìm vào biệt thự của hai cầm. Lẹ lên cái thằng mập. Chậm chậm. Cậu chưa nghe massage bắp chân bao giờ? Rất là đàng hoàng đó, không phải là sex đâu. Oh my god, thôi đi, im đi, im đi. Bên đây hả? Ui. Chó của ông chủ của tôi sẵn rồi. Cần phải tìm được nó. What the hell, chó của ông chủ là cái quái gì cái thằng này. Cái gì nó cũng nói được sao các bạn. Đi vô đây luôn á. Cái biệt thự rộng quá ha. Làm sao để vô đây? Má, cái sàn ở ngoài là đúng rộng mà. Có bảo vệ này kia nữa bây giờ. Chưa có vô được cái cổng chính luôn các bạn. Nhưng mà cái chỗ này mình leo lên được nè. Easy. Nhà giàu hay sợ luôn. Rồi, mở cửa cho nó vô. Còn đẹp trai mà còn giỏi nữa. Chứ sao? Bây giờ mới vô cái nhà của nó nè các bạn. Y như là cái biệt phủ. Rồi, mở khóa. Easy. Quá là đơn giản với hẩm vĩ. Nhìn cái chỗ này đi. Cái tượng. Lấy cái tượng. Không lấy cái tượng được các bạn. What the... Đập hết đồ sưu tập. Sao mình không mở cái này để mình lấy cái tượng được ta? Bây giờ mình sẽ đập hết mấy cái đồ cổ của nó. Giả bộ như là có ma quỷ đi vô nhà vậy đó các bạn. Đó. Ma quỷ đã phá cái nhà của anh cần phải tìm một thầy pháp. Anh hai cầm ơi. Được chưa? Đó. Rồi ma quỷ phá bốn cái bình luôn. Vật sưu tầm may mắn.
Đây rồi, đây rồi, đây. Lấy cái tượng này luôn các bạn ơi. Tịch thu lại cái tượng này. Bây giờ nó mới cho mình lấy cái tượng nè. Mở khóa nè. Ok. Hi hi. Ăn cắp cái tượng luôn. Chỉnh đồng hồ hiện 444. Bốn bốn bốn. Rồi. Cái con số 444 là con số xui xẻo các bạn. Cho nên là chỉnh vậy đi. Cho nó tưởng là có quỷ vô nhà của nó. Rồi bây giờ là phong hủy lộn tùm phèo luôn. Tiếp theo là mình sẽ xoay cái dương cầm. Di chuyển piano. Mình sẽ đổi qua một cái hướng khác. Nặng quá mày khiêng tiếp tao coi thằng mập. Ha, nó cứ đứng rồi nó nói không, nó không làm tiếp mình cho các bạn. Xong rồi, hắn ta sẽ nghĩ là mình bị ma chiêu. Ma quỷ chiêu đồ. Có người đến mình trốn thôi. Chưa kịp lên lầu nữa các bạn. Ông Đào. Là ông phải không? Có ai trong đó không? Chết rồi, chết rồi. Các bạn đây, ô. Ok, nó không thấy mình vậy. Mình chưa kịp lên lầu tham quan nữa. Được chưa? Rồi, nó đi rồi. Tốt hơn là ta nên nhanh lên. Nhanh đi ra đây. Ôi chết, có camera rồi. Có vẻ như tụi mình lên hình rồi. Chết mẹ rồi, phải hack cái camera này. Không sao, trong khả năng, trong khả năng. Bình tĩnh, trong khả năng xử lý. Tại sao họ lại gọi ông là cua biển già? Nickname hả? Có một gã hiếu tiền. Gã bảo tôi có thể ăn miễn phí ở nhà hàng bất cứ khi nào hiếu nợ. Cua biển là món đắt nhất trong thực đơn. Tối nào tôi cũng ăn trong khoảng một năm. Một năm lận đó. Đó là lý do ông được gọi là cua biển già. Hay là họ quen mồm gọi tôi là cua biển từ đó. Xong rồi bây giờ già, cho nên là bây giờ thành cua biển già. Hóa ra cái nickname của cái ông này là bắt nguồn từ đó. Tại vì thích ăn cua biển. Số 6 là đúng rồi. Từ từ ông nội. Số 6 đúng. Số 5. Số 3. Số 3 là sai về. Số 3 là sai về số 0. Số 9 ở đây. Số 5 ở đây. Số 0 không đúng luôn hả? Vậy là còn số 2. Ok. Chết tiệt, tôi nghĩ là nó về rồi. Cú xuống. Bắt đầu bước vô nhà cái tá hỏa liền nè nha. Mấy cái lá bài đấy bị gắn chip rồi. Trời ơi nhìn nó kìa các bạn. Nó mập nó đi không nổi luôn bạn ơi. Xỉn hả? Có xỉn lắm vậy. Đang xỉn các bạn ơi. Cái dáng vẻ dáng đi sai xỉn. Rồi vô nhà cái tá hỏa liền. Muốn xỉu liền. Cái gì đây? Ai làm? Cái chuyện áo gì xảy ra đây? Quỷ rồi. Quỷ vô nhà mày rồi. Quỷ phá nhà mày đấy thằng nhóc. Ôi chết rồi. Bắt đầu nó đang lục xót rồi bạn ơi. Chạy chạy chạy. Chạy là hướng sắp. Chạy là hướng sắp. Lấy xe của tay bảo vệ. Ngon. Ở đâu có chiếc xe trong đây nữa. Xe gì? Tức là cái sân rộng tới nỗi mà phải chạy xe luôn các bạn. Cho nên là mới có chiếc xe trong sân. Chạy xuống đây luôn được. Yes.
Rồi. Xong. Làm tốt lắm nhé. Gặp lại sau. Rồi bỏ mình đây luôn vậy đó hả? Đúng là phong cách của khu biển. Xong về cả cái vứt bỏ mình. Rồi. Lên cấp các bạn. Bây giờ mình sẽ nâng cấp. Mở khóa khả năng thực hiện một đòn tấn công bằng vũ khí mạnh mẽ khi chạy nhanh. Nâng này đi. Rồi. Bây giờ giang mũi gãy. Rồi điện gì nữa đây? Alo, tỷ khỏe không? Phó lão bá. Ông ấy chết rồi. Chúng tôi đang lo liệu chuẩn bị cho tang lễ. Rất là phức tạp. Tôi sẽ giữ liên lạc. Dĩ nhiên rồi. Bất cứ điều gì tỷ cần. Phó lão bá chết rồi các bạn ơi. Nhà vua đã băng hà. Chết, vậy là sẽ bầu ra một người mới sớm thôi. Mình nghĩ. Taxi, anh taxi đây ơi. Ờ, xe này có khách rồi hả? Ok, xe này đi. Rồi, chở em tới chở em về nhà của thầy của em. Rồi, ngồi đi ra các bạn, để đừng có bị tốn tiền. Yes. Thấy chưa? Đây là một cái tip đi taxi không tốn tiền. Tuy rằng nó hơi mắc dại xíu. Rồi, tìm được một cái tượng con sâu. Cậu khá lắm. Trông cậu không vui, có chuyện gì? Không có gì đâu sư phụ. Chuyện gì đến sẽ phải đến. Nếu nắm đấm của cậu mềm yếu thì nó đã được định phải mềm yếu. Cậu cần phải luyện tập chuyên tâm hơn. Có rất là nhiều chuyện phức tạp hơn là cái nắm đấm. Cậu hãy nhìn học trò của tôi đi. Cậu sẽ thay đổi suy nghĩ. Rồi bây giờ mình sẽ học cái chiêu này đi các bạn. Đòn tung người đã xoay được tăng thêm sát thương. Tung người đã xoay hả? 1, 2, 3, 4. Ô cái chiêu này mình đã làm gòi luôn mà ta. 1, 2, 3, 4. Ôi fail rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Hai. 1, 2, 3, 4. Ôi, chưa kịp. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Dễ ẹt luôn. Ôi. Xong. Bây giờ mình đi làm nhiệm vụ chính hay là mình làm cái nhiệm vụ của cái thằng tiến sĩ Đằng ta? Hay đi làm nhiệm vụ chính đi. Taxi, taxi, taxi. Đây rồi. Anh đi. Cứu tinh của em. Đây. Quá là xa. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn vì đã cho em đi chùa. Ủa? Sao cái thằng này nữa ta? Vậy buổi hẹn với Vivian thế nào? Anh có muốn trở thành bạn trai mới của cô ta không? Thả lỏng đi Ricky, tao chỉ đùa thôi. Oh my god, bạn trai của người ta đây mà mày dám đùa kiểu đó. Cô ấy là cô diễn viên nổi tiếng phải không? Phi Phi gì đó. Cô ta đang quay bộ phim mới trong chuỗi hương hiệu. Ý tưởng đó tuyệt. Đó là cơ hội lớn cho Vivian. Nó sẽ giúp cho tiếng tăm của cô ấy. Anh nói đúng, đó là ý hay. Tối nay ta sẽ cho ra mắt ca khúc của King. Anh có một cái khoảng thời gian tuyệt vời. Anh và ngôi sao nổi tiếng nhất Hồng Kông. Đi đi, tận hưởng đi. Anh không lạ gì Lý Đại Tiếu đúng không? Chúng tôi có một cái dự án làm phim heo. Ông ta lo kiếm gái, còn tôi sản xuất. Tôi cá là kiếm được lắm. Nếu mà Vivian làm tôi phật ý, đó sẽ là nơi cô ta kết thúc. Mỏi mắt dại ghê luôn. Tôi chỉ cần đảm bảo cô ta không vượt khỏi tầm tay. Tôi muốn anh gắn camera quay trộm trong căn hộ. Điều đó sẽ hoàn thành ngay đúng không? Dĩ nhiên rồi Sonny, tôi sẽ lo cái chuyện đó. Đây là địa chỉ. Có một cái hộp đồ nghề bên cạnh thang máy. Má, cái thằng này mắc dại ghê luôn các bạn. Con nhỏ Vivian là cái con nhỏ váy trắng á. Là bạn gái của thằng Ricky á các bạn.
Ôi ơi, cho tôi mượn xe bà chị ơi. Cho em mượn nha, cho em mượn đi. Sorry chị nhiều. Em đang gấp. Nghĩ lại thì hãy chăm sóc con điểm đến nơi đến chốn. Hát máy tính của cô ta, cài máy nghe lén, sau đó gắn camera. Mắc dại ghê luôn các bạn. Cái thằng quỷ Sony Võ này nó nói là nếu mà con nhỏ đó phật ý của nó là nó sẽ đưa con nhỏ này đi đóng phim heo. Là phim cấp 3 đó các bạn, phim người lớn ấy. Mà nói chung là nó ham tiền mà, nó không muốn để vuột cái con nhỏ này. Tôi không thấy anh trước đây. Tôi là nhân viên trinh sát. Chỉ những chủ nhà và khách mới có thể được vô. Cho tôi vô đi, tôi sẽ cho anh tiền. Anh phải rời khỏi khu vực này. Đó, thằng bảo vệ này nó không ham tiền các bạn. Không được rồi, bây giờ mình phải tìm đường khác vô. Cái thằng Sony Võ đó nó muốn mình đặt camera quay lén con nhỏ VVN để quay lại những cái cảnh thay đồ này kia để sau này nó lợi dụng con nhỏ này. Nó bắt thóp con nhỏ này để ép con nhỏ này đi đóng phim cấp 3. Mắc dại ghê luôn mà, không hiểu sao mình vẫn đi làm hả? Trèo lên ô cửa sổ mở. Mình cần phải làm gì đây? Không lẽ mình giúp cái thằng này thì có ta? Không lẽ mình giúp cái thằng này làm cái chuyện đòi bại vậy ta? Mình không muốn giúp. Má nhảy cao ghê luôn bạn. Sắp vô đời nè. Thắp nhang cái đã. Thắp nhang. Ôi mình được tăng máu nữa nè. Mình được tăng cái thanh màu xanh đó các bạn. Cái thanh mana. Cái đó giống như là cái giáp của mình vậy đó. Đây rồi, cái nhà này nó có một cái tượng nè các bạn. Cho xin cái tượng, cho xin cái tượng. Con nhỏ này nó dám ăn cắp tượng của thầy mình. Rồi, lấy lại cho thầy mình. Rồi. Mình hack cái máy tính này thiệt luôn hả? Số 8 ở đây. Số 9. Số 9 không đúng. Số 2. Số 2 không đúng. Số 3. Số 3 không đúng luôn á. Số 4. Oh my god. Tôi nghe thấy cái tiếng gì. Bạn Riêu muốn nói chuyện với anh tại điểm hẹn ở khu trung tâm tối nay. Cài máy nghe lén trong nhà bếp. À đây. Đây. Oh my god, sắp hết thời gian bạn. 50 giây. We have to send a message. I don't know what his problem is, but we don't have to worry about it. Did he know who you were? Xong chưa? Xuống lên lầu á. À, có tiếng người trên đó các bạn ơi. Ricky đang ở đây. Đêm nay trông em thiệt là lộng lẫy. Mỗi khi anh nhìn em, tất cả những gì anh nghĩ là không thể tin nổi cô này có thiệt. Si mực sự. Cô ấy quá hoàn hảo để là thật. Đầu óc anh đen tối quá, Ricky. Sẽ tiệt Sunny khốn. Để em đi tắm trước cái đã. Anh sẽ đi làm một điếu. Lắp camera trong phòng ngủ. Bây giờ tiếp tục lắp ở trong đây. Rồi, nó đang nói chuyện với Sony Võ hả? Lấy chiếc thẻ nhớ mà không bị nhìn thấy. Lắp vô xong rồi bây giờ tháo ra. Ủa, nhảy ra khỏi. Nhảy xuống luôn hả? Ok. Gặp Ben Real tại điểm hẹn. Rồi. Rồi. Mình đi gặp Ben Real các bạn. Ben Real ông đây rồi. Ông điên hả? Ông nghĩ cái quái gì mà ông bắt Jackie? Hồi sao ông bắt bạn của tôi? Tôi muốn chúc mừng sự hợp tác của anh với Đặng.
Sao rồi? Chỗ Sony Võ sao rồi? Jackie thì sao? Ông biết hả? Ông có nghe tôi đang nói gì không? Sự quan thẳm, tôi không biết. Rõ ràng anh đã quên mình đang nói chuyện với ai. Tạm thời gác Jackie sang một bên đi. Bất cứ chuyện gì chúng ta làm với Sony Võ, hiển nhiên sẽ giáng một đòn vào Lý Đại Tiếu và cả hai ta đều muốn điều đó. Được thôi. Sony sai tôi gắn máy quay chậm phòng ngủ của cô Vivian lộ. Cô ta và Ricky suýt nữa thì bắt được tôi. Hắn ta luôn nổi tiếng với những cái chuyện kiểu đó. Liệu anh có thể lấy một bản sao không? Ông đang đùa tôi hả? Tôi không có liên quan tới cái chuyện này. Đã có thể chính là mảnh ghép mà ta còn thiếu đối với Sony. Anh có làm được không? Được. Nhưng mà đổi lại tôi muốn Jackie. Thả cậu ta ra. Jackie đâu? Xong rồi. Đây sẽ là toàn bộ những gì tôi cần để loại bỏ Sony Võ sau một thời gian dài. Khoan, sao anh biết chuyện đó? Tiếng lành đồn xa, tôi sẽ để Raymond sắp xếp buổi giải trình cho anh. Xin chúc mừng vậy. Anh đang nói cái gì đó? Tôi nói là kết thúc rồi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó chưa kết thúc, vẫn chưa. Ta nghĩ anh đã tan rã nghiêm trọng rồi. Nhiệm vụ của anh là thành công phi thường. Ta phải thừa nhận điều đó. Lý Đại Tiếu sẽ tiếp quản. Nó sẽ còn tệ hơn nữa dưới cái hời của thằng đó. Ta hiểu lý do. Những ân oán của anh với Ta Nghĩ An. Đó là tại sao tôi chọn anh. Nhưng anh đã làm quá đủ rồi. Đây là lệnh của tôi. Kệ mẹ mấy cái lệnh của ông. Tôi sẽ làm cái chuyện này triệt hạ Tăng Nghĩ An. Anh đang phạm sai lầm đấy vậy. Oh my god. Mình không thể dừng cái chuyện này lại được các bạn. Anh đang sai lầm. Mặc kệ ba cái mệnh lệnh của ông đi. Mình vẫn tiếp tục làm. Mình phải làm cái chuyện này cho xong mới được. Tại vì ông phó lão bá chết, xong rồi cái thằng kia nó sẽ nắm quyền. Và cái lúc đó nó còn kinh hơn. Không có mình là chết. Cuộc gọi từ Raymond. Cái gì nữa đây? Jackie, bạn anh, như hỏa hận thì thắng ta đã được hạ. Tao nghĩ anh sẽ muốn gặp nó. Jackie được thả các bạn. Yep, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái tập này ở đây thôi. Tập này cũng khá là dài rồi. Tập sau mình sẽ chơi tiếp và mình sẽ cố gắng phá đảo con game này luôn. Mình không biết là mình có thể phá đảo được chưa, tại vì mình thấy cái cốt truyện nó cũng gần đi tới hồi kết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ quay trở lại vào những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye.